Vì sao những diễn viên đóng màu trạch đồng thường có kết cục bi thảm? 4 năm, 4 diễn viên chuyên đóng vai màu trạch đồng qua đời. Những người còn sống, có người đột nhiên mắc bệnh nặng, người thì tù tội tan vỡ sự nghiệp. Liệu điều này có phải ngẫu nhiên? Đầu tiên là Cổ Nguyệt. Ông đã đóng phim hơn 20 năm và sắm vai Mao Trạch Đồng trong hơn 80 tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Trong những bộ phim này, Cổ Nguyệt không ngừng tô điểm và tẩy trắng hình ảnh cho Mao. Ngoài ra, Cổ Nguyệt còn thêm thắt các chi tiết trong kịch bản phim để biến Mao thành một vĩ nhân. Tháng 7 năm 2005, trong một lần đi tắm hơi cùng vài diễn viên, Cổ Nguyệt đột nhiên cảm thấy tức ngực. Ngay khi nhìn thấy bác sĩ, ông lập tức nắm lấy tay bác sĩ nói: "Tôi không xong rồi, không xong rồi." Sau khi được cấp cứu, cơ thể ông vẫn bắt đầu xám đen rồi tử vong. Nhiều người bàn tán Cổ Nguyệt không có tiền sử bệnh tim, đang khỏe mạnh, tại sao khi mới lâm bệnh liền chết dù được cấp cứu kịp thời. Người xấu số tiếp theo là Vương Lập Hiến. Từ lâu ông đã muốn đóng vai Chủ tịch Mao trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Để đạt được điều này, ông đã bắt chước Mao Trạch Đồng thông qua một số tài liệu, đồng thời nhờ vả mối quan hệ để được đóng vai Mao. Nhưng ngay khi hoàn thành một bộ phim về Mao, thì Vương Lập Hiến bị tai nạn ô tô và qua đời vào tháng 10 năm 2006. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do hỏng phanh. Tuy nhiên, theo người phụ trách Sở Giao thông Vận tải, chiếc xe gặp nạn không bị rò rỉ dầu ở phanh và lốp bình thường. Tại hiện trường không có vết phanh. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tốc độ của chiếc xe đột nhiên đạt tới 100 km, không rõ nguyên nhân, mất lái và lao thẳng xuống vườn nho. Người thứ ba là Mã Vu Phi, chủ tịch một trung tâm điện ảnh ở Bắc Kinh. Ông cũng là diễn viên đặc biệt chuyên đóng Mao Trạch Đồng để chuẩn bị cho vai diễn. Trong phòng của Mã thu thập một lượng lớn ảnh, vật dụng, tư liệu phim và băng ghi âm về Mao Trạch Đồng lúc sinh thời. Nhất cử nhất động của ông đều bắt chước theo thói quen sinh hoạt của Mao. Nhưng đến ngày 16 tháng 10 năm 2008, ông Mã đã đột ngột tử vong tại chỗ trong một vụ tai nạn ô tô. Lúc đó ông mới 51 tuổi. Người thứ tư là Hà Minh Chí. Ông vốn là một doanh nhân có sự nghiệp suôn sẻ và có sức khỏe tốt. Nhưng sau khi tham gia đóng một số bộ phim truyền hình về Mao, sức khỏe của ông liền sa sút. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, nhưng ông vẫn tiếp tục thủ vai Mao Chủ tịch. Đến tháng 8 năm 2009, ông qua đời vì lý do nhiễm trùng phổi bất chấp nỗ lực cấp cứu của bác sĩ. Thứ năm là ông Trương Khắc Giao, diễn viên sớm nhất ở Trung Quốc đóng vai Mao Trạch Đồng. Nhưng vào năm 1988, trong lúc đóng vai Mao Chủ tịch, ông bị ngã gây ra huyết khối não. Từ đó ông đã dừng thủ vai Mao Trạch Đồng. Sau đó dù sức khỏe không tốt lắm, nhưng vẫn còn giữ được mạng sống. Và gần đây nhất là nam diễn viên hạng A, Lý Dịch Phong. Anh từng là một trong 4 nam nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo nhất làng giải trí Trung Quốc. Nằm trong top ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất giới giải trí Hoa ngữ. Nhưng từ khi anh thủ vai Mao Trạch Đồng thời trẻ trong bộ phim Người Cách Mạng, vận xui đã đến. Tháng 9 năm 2022, Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh bắt vì hành vi mua dâm trái phép nhiều lần. Ngay lập tức anh rớt khỏi đỉnh cao danh vọng. Dịch Phong bị xếp vào nhóm nghệ sĩ có vết nhơ của Trung Quốc và bị cấm sóng vĩnh viễn, không còn đường quay lại ngành giải trí. Những cái chết nối tiếp và vận xui của các diễn viên chuyên đóng Mao Trạch Đồng đã khiến giới nghệ sĩ bất ngờ và bàn tán xôn xao. Đạo diễn Khang Hồng Lôi lắc đầu than thở: "Bây giờ muốn tìm được một Mao Trạch Đồng thật là khó. Được vào vai lãnh tụ nhiều người ca ngợi, tại sao họ lại liên tiếp gặp phần rủi như vậy?" Nhiều người cho rằng Mao Trạch Đồng là nhà độc tài khét tiếng nhất trong thế kỷ 20. Ông ta giết nhiều người hơn cả Hitler và Stalin cộng lại. Ví như Mao chỉ thị bao vây Trường Xuân khiến 400.000 người chết đói. Trong nạn đói đài nhảy vọt kéo dài 3 năm, 40 triệu người đã chết. Cuộc đại cách mạng văn hóa kéo dài 10 năm đã kích động quần chúng đấu tranh lẫn nhau, tạo thành vô số án oan. Đời tư của Mao lại càng xa hoa dâm dật. Tuy nhiên, trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, dưới sự tuyên truyền của đảng, các diễn viên chủ động hoặc bị động bóp méo sự thật, liên tục tẩy trắng cho Mao, biến ông ta thành một hình tượng quang vinh vĩ đại trong mắt người xem. Những điều này đều đang tô vẽ cho cái ác, đều đang đầu độc người dân. Những cái chết liên tiếp và vận xui ập đến khiến người ta không khỏi suy ngẫm về sự trùng hợp kinh người này.